Sau phần thi bán kết của vận động viên Quách Thị Lan ngày 2 tháng 8 ở nội dung 400m rào nữ điền kinh, đoàn thể thao Việt Nam đã chính thức chia tay Olympic Tokyo 2020. Đoàn thể thao Việt Nam đã chính thức rời Thế vận hội mà không giành được bất kỳ tấm huy chương nào. Các vận động viên của chúng ta dù đã rất nỗ lực nhưng thành tích đem về là không mấy ấn tượng. Gần như là sau phần thi của Quách Thị Lan, tờ báo nổi tiếng CM Sport của Thái Lan đăng tải bài viết và đưa đoàn Việt Nam lên tít. Đoàn Thái Lan đứng thứ 2 Đông Nam Á, Việt Nam không thể giành một tấm huy chương nào. CM Sport thống kê 7 đoàn Đông Nam Á chưa thể giành huy chương Olympic, gồm Brunei, Campuchia, Myanmar, Lào, Timor-Leste, Việt Nam và Singapore. Họ khép lại bài báo bằng việc nhấn mạnh hai đoàn thể thao Singapore và Việt Nam. Singapore và Việt Nam, hai đoàn mạnh là đối thủ của Thái Lan tại khu vực Đông Nam Á, không thể giành huy chương nào tại Thế vận hội 2021. Phía dân mạng Trung Quốc cũng cơ hội không kém Thái Lan. Nhớ ngày trước bị cộng đồng báo mạng Việt Nam chê bai đội bóng Trung Quốc thì bây giờ chính là cơ hội trả thù. Và chính điều này là lý do để truyền thông Trung Quốc có cớ để mỉa mai. Mới đây, tờ Shouhou Trung Quốc bất ngờ đăng tải bài bình luận nhằm công kích đoàn thể thao Việt Nam. Bài viết có tiêu đề, các vận động viên Việt Nam chỉ có thể đăng những tấm ảnh du lịch ở Thế vận hội, chứ không phải hình ảnh trên bục nhận huy chương. Mới nghe thì hẳn là người hâm mộ Việt Nam chúng ta ai cũng cay cú, nhưng sự thật là phải chấp nhận như vậy. Nền thể thao Việt Nam của chúng ta vẫn còn phải cố gắng hơn nhiều nữa. Bài viết của tờ báo thể thao hàng đầu Trung Quốc chủ yếu nhắc đến kình ngư Nguyễn Huy Hoàng như sau. Dư luận Việt Nam đã công bố những hình ảnh của tuyển thủ bơi lội Nguyễn Huy Hoàng ở Thế vận hội Tokyo 2020, là một trong những niềm hy vọng giành huy chương của đoàn thể thao Việt Nam. Anh chàng này chính là người cầm cờ cho đoàn Việt Nam ở lễ khai mạc Olympic. Thế nhưng rốt cuộc Nguyễn Huy Hoàng lại chỉ có thể nổi bật thông qua những hình ảnh đi du lịch ở Olympic Tokyo, chứ không phải là trên bục nhận huy chương. Chưa dừng lại ở đó, tờ báo còn mỉa mai thành tích của đoàn thể thao Việt Nam khi cho rằng cả châu Á chỉ có Việt Nam là trắng tay rời Olympic. Thành tích của đoàn Việt Nam là hết sức kém cỏi. Các vận động viên của họ không thể xuất hiện trên bục nhận huy chương ở Olympic, trái ngược hoàn toàn với đoàn thể thao Trung Quốc ở vị trí dẫn đầu Thế vận hội. Các môn cử tạ nam, nữ, bắn cung, bắn súng, các nội dung khác mà đoàn Việt Nam được kỳ vọng đã không mang về huy chương. Đối với họ, Thế vận hội Olympic có thể thực sự là một chuyến du lịch nhóm quy mô lớn. Có thể thấy lâu lắm rồi, phía dân mạng Trung Quốc mới được gáy to như vậy. Nhưng mà đây cũng là điều mà thể thao Việt Nam nên nhìn nhận lại và cố gắng hơn nữa. Ông Trần Đức Phấn, trưởng đoàn thể thao Việt Nam tại Olympic Tokyo 2020 đã có những chia sẻ về thành tích của các vận động viên ở Olympic Tokyo 2020. Những kết quả thi đấu chưa thành công, dù không muốn nói là do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, song không thể phủ nhận, suốt gần 2 năm qua, kế hoạch tập huấn, thi đấu của các đội bị đảo lộn, điều chỉnh liên tục cho phù hợp với thực tế dịch bệnh. Trong điều kiện mới, các vận động viên không được đi tập huấn, đặc biệt là không được tham gia thi đấu quốc tế. Đầu tiên là chúng ta phải khẳng định rằng để có được tấm vé đến dự Olympic thì mỗi vận động viên Việt Nam đều đã phải cố gắng hết mình trong một thời gian dài. Được đại diện cho một quốc gia là vinh dự, họ đã chiến đấu vì màu cờ sắc áo. Nhưng có lẽ năm nay chúng ta chưa đủ sức để mà cạnh tranh huy chương, nhưng đã có được nhiều kinh nghiệm để cố gắng hơn trong kỳ sau để mang huy chương về cho Tổ quốc. Thực sự thì có được tấm huy chương cũng là truyền cảm hứng cho phong trào thể thao nước nhà được nâng lên. Suy cho cùng thì luyện tập thể thao để khỏe mạnh, để yêu đời, để góp sức mình xây dựng Tổ quốc mà đâu chỉ là các vận động viên mới cần phải tập luyện thể thao. Họ tập thì họ khỏe cho họ, chứ đâu có khỏe cho bạn được. Do đó, thay vì tự nhục cho đau đầu, mỗi người chúng ta hãy thường xuyên tập luyện thể dục thể thao, vừa nâng cao sức khỏe, vừa đánh bay Covid. Tuy nhiên, nhiều ý kiến lại cho rằng chúng ta có thể thấy tại Đông Nam Á, nhiều quốc gia cũng bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19. Nhưng đều có huy chương Olympic như Thái Lan, Indonesia, Philippines, Malaysia. Thậm chí như Philippines, họ càng đoạt được thành tích tốt hơn hẳn so với Thế vận hội năm 2016. Họ cũng đối mặt với những vấn đề khó khăn nhưng thể thao Việt Nam, đặc biệt trong việc đưa vận động viên đi thi đấu các giải quốc tế tập huấn ở nước ngoài trong bối cảnh dịch Covid-19 ảnh hưởng khắp nơi trên thế giới. Tuy nhiên, các quốc gia này vẫn biết cách khắc phục những hạn chế để chinh phục được huy chương. Theo nhiều ý kiến khác nhau, từ thất bại của thể thao Việt Nam ở Olympic năm nay, lãnh đạo ngành thể thao nên nhìn thẳng vào những mặt còn hạn chế như phải xây dựng chiến lược, đầu tư dài hạn và đầu tư đúng mục tiêu, cải thiện hệ thống cơ sở vật chất,
trang thiết bị cho tập luyện thể thao, nâng cao chế độ cho vận động viên, huy động các nguồn lực xã hội đầu tư cho thể thao. Một khi mà cải thiện được điều này, các vận động viên Việt Nam mới có nhiều cơ hội để tranh chấp huy chương thay vì đổ lỗi cho dịch COVID-19. Video đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại nhé!